Hai, xin chào quý bà con, cô bác. Thì hôm nay tôi cũng muốn nói đến gửi lời đến mọi người, những ai mà bị viêm son ấy, thì hãy chuẩn bị một trái dừa, vừa già vừa khô nha, bà con. Chuẩn bị một trái dừa khô, cứ mỗi người chuẩn bị một trái dừa khô đi. Tuần sau tôi về, tôi sáng nay tôi đi rừng, tuần sau tôi về tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách chữa viêm son. Mỗi người hãy chuẩn bị một cái dừa khô nha quý vị, dừa dừa già dừa khô ấy, dừa mình uống nước ấy mà, dừa khô ấy nha quý vị. Chuẩn bị mỗi nếu các bạn có ý định muốn làm muốn chữa viêm son thì hãy chuẩn bị một trái dừa, khô. Một trái dừa khô thì tuần sau khoảng một tuần nữa tôi về, tôi sẽ hướng dẫn cho bà con mình làm cái bài thuốc trị viêm son, trị dứt điểm viêm son luôn quý vị. Như vậy là tôi chỉ gửi gắm đến quý vị vậy thôi, tại vì có rất là nhiều anh em nhờ chị hướng dẫn bài trị viêm son, và cái bài này làm rất là cầu kỳ, làm mất cả ngày á. Cho nên là quý vị mình chuẩn bị cho tôi một cái dừa khô, để tuần sau tôi về là tôi sẽ hướng dẫn là mình có dừa để mình áp dụng mình làm luôn, nó không khỏi mất thời gian nữa. Như vậy là chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở những clip sau.